Alo, em nghe nè anh đó. Ổng hả? Ổng vô rồi. Em không biết nữa. Mà thấy ổng nằm im re à. Nhưng mà làm gì anh nói đi rồi em coi cho. Ờ, khoan khoan chờ xíu. Ê, thấy ông nằm im ra à? Rồi nói đi, chuyện gì? Ê, đã nghe nè, đã nghe nè. Hôm nay em chút hỏi em chợ ngủ say á. Đầu em xếp cái góc máy lại cho nó đầy đủ nha. Rồi bắt đầu bữa nay trường hợp xong á, em ra hiệu cho anh nghe chưa? Ờ. Bữa nay em vô anh dỡ lúc nhà không bữa mới được. Ờ. Thấy bữa giờ biết không? Bữa giờ ông thấy ông chơi em với anh nhiều không? Biết em rồi. Thấy rồi. Lần này là cho kiến ăn cá lại phải không? Rồi. Mà nhớ nhớ chừng nào mà ông xong ông ngủ xong em làm xong rồi em nhớ ra hiệu cho anh nha để anh đi vô ý rồi. Rồi ok. Mà Phan nó nghe nè. Chuyện gì? Nói nó lẹ đi cứ cứ khoan cứ vùi hoài à. Nó nghe nè, sáng giờ nhớ quá ấy, coi đưa cái camera coi thử mặt coi bữa nay sao cho đỡ nhớ coi. Có gì cha nội, tào lao đó. Đưa cái camera nó coi cái mặt nó dễ nhớ, đỡ nhớ thôi. Ông khùng hả? Ủa ông gọi điện thoại đâu có cái hình ảnh. Thôi tắt máy đi ông nội. A few moments later. Kho, chết mẹ mày rồi con. Làm gì thầy? Ủa, anh biết anh còn hỏi nữa. Cái gì làm gì kỳ vậy? Không kỳ gì, em thấy có bình thường mà. Có ai đâu kỳ. Em nói không bình thôi. Buồn nấp đâu. Ủa, anh nấp chưa vô? Buồn nấp nó chưa vô mà em làm gì kỳ vậy? Thầy chứ anh nấp chưa vô nên em mới thổ lộ. Quỷ nớp nó chứ ngày hết á. Nó mới hùng anh đúng không? Ủa anh nớp đâu ghê không? Không ra anh không biết. Mà anh nớp cũng đâu có chạy nhanh gì đâu. Trời ơi mệt quá thì ơi. Làm gì kỳ vậy? Em làm gì kỳ vậy? Em gái mà em làm kỳ vậy trời. Thì tại em đi làm chung lâu với anh thì em cũng có tình cảm. Em cũng ghê. Cảm gì? Tự nhiên anh em không. Làm gì em lỡ người. Ở có ai thấy là chết luôn á. Không có ai đâu. Em không thấy ai hết trơn nên em không kiềm chế được. Em con gái em đứa mà ai mà tự nhiên cái anh ngủ mà em hôn anh kỳ vậy. Chứ chuyện này mà lộ ra không biết là chết luôn á. Mà vợ anh mới biết được mà cạo đầu anh luôn á. Mình cứ âm thầm thôi. Sao mấy bữa em cũng thấy anh nhìn em mà. Nhìn cái gì? Tự nhiên dòm kêu nhìn em là em làm vậy ha. Em thấy anh cũng nhìn em tình cảm mà sao giờ anh chối. Có tình cảm gì đâu. Bự vô đây nè bự. Hả? Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Đó, hai giờ bữa nay chị thấy chưa? Em đi đâu vô đây vậy? À, bây giờ ông kêu chối cãi nữa không? Đó. Khó, chết mẹ mày rồi con. Hôm giờ nó nói mình là tin bữa nay tôi có chứng kiến hai người như vậy nè. Đó, là sao tự nhiên? Tôi á, hôm giờ hay là ngốp nói. Nhưng mà tôi nghĩ á, là anh không bây giờ có như vậy. Nhưng mà bữa nay em mới chứng kiến mà thấy anh như vậy nè. Bây giờ anh còn chối nữa không? Anh chối không? Có biết gì đâu, anh mới ngủ mà. Thấy sao mà biết được, bây giờ tôi thấy rõ ràng rồi. Còn như vậy rồi còn chối gì? Đó, con thầy như vậy luôn nè. Đó, anh nghĩ sao rồi đó, nào giờ chị tin tưởng em. Thì để cho ảnh lên trên nhà em này kia nọ. Trời, tôi mới ngủ dậy tôi có biết gì đâu. Ai biết em mà bây giờ em đối xử với chị như vậy đó. Bây giờ em tính sao? Nói vậy. Lỡ sao mà lỡ được.
đó bây giờ hả, hai người ngồi đứng với nhau mà nào giờ tôi biết đâu có đâu tôi á nghe anh không biết gì đâu bữa nay tôi không có tin với trời nào giờ ông không về ăn bánh ông đừng có tôi chối đừng có nói gì hết em im đi để anh nói nè anh có biết gì đâu à, cái anh nằm ngủ đây nè thì coi anh con thì nó hung cái anh có tin anh thấy không không ý anh thấy con thì nó hung không em để anh giải thích hết đi ý là anh tưởng là nó ghẹo chồng anh nó hung anh rồi nó chạy trốn để cho con thì nó vậy chứ anh có biết đâu nào giờ em nghĩ là anh với nó đi làm rồi á em đâu để ý tới bữa nay hổm giờ thằng nó nói em đâu có tin đâu em nghĩ là anh đi làm thôi em không có tin nhưng mà ở đây nó dẫn lên em chứng kiến em mới tin anh bây giờ này nè bây giờ á thằng lớp nó dắt tự nhiên nó dắt em nó qua nó nói cái gì nó dắt em vô đây nó nói là anh hổm giờ anh rù rì với con nhỏ nào em không có biết mà bữa nay nó dẫn em lên đây là nó chứng kiến em mới thấy là cái thằng quỷ này nó bày cho bày cái vụ này chứ gì nữa nó nói bữa nay mà em không tin giỡn mặt ngoài thì em không giỡn kiểu đó nữa nha không giỡn kiểu đó nữa nha còn em nữa nào giờ chị không có biết em mà bữa nay em nó có dẫn chị lên chị mới biết là em rù rì với ảnh nói vậy bây giờ ha em tính sao giờ nói nghe nè em im đi hai đứa này nó bày trò nó ghẹo chọc á bày trò gì không rõ mà chị thấy rồi đúng không mà không giỡn kiểu đó nữa nha mày giỡn kiểu đó đủ rồi nha anh mới vừa nói là nó hung anh đây tại bây giờ nó là anh nói không có là sao đúng rồi cái là cái đó anh là, đừng là... nói tôi cho anh đừng có chối bây giờ cứ ghê luôn á hai đứa này giỡn như nó đủ rồi mày trước mặt như vậy rồi đó bây giờ em còn chối chỗ nào nữa không đó bây giờ hỏi em còn chối không chị cũng thấy rồi giờ chị cũng hợp tác là hợp tác sao chồng của chị mà hợp tác với em là hợp tác sao chị kỳ ngộ thầy tự nhiên hợp tác thầy đó thấy chưa giỡn vô đó đủ rồi nha thấy chưa bây giờ nó kêu e là hợp tác bây giờ anh tính sao em đừng có nghe lời nó nguồn không có nghe lời ai hết á bây giờ chứng kiến chứ mà không ngớp nữa không giờ anh đi làm tôi đâu có để ý đâu hôm bữa nay ha thằng nó dẫn lên đây nó nói là anh tàu tiếng với cô này nó gài anh tôi thấy rõ ràng vậy mà hỏi bây giờ tính sao em nói hoài anh chối rồi chối sao mà được không phải tụi em hả chị nói cho em biết em tò tí với chồng chị thì em á quỷ kia mày nói mà bản tiếng mày không biết mày chị cho em ra điều kiện nếu á mà em còn tò tí với chồng chị nữa là chị không biết em tính sao bây giờ em hối cho chị đi không phải là ý em không có hiểu công việc của anh là tại vì mấy bữa anh hay ghẹo chọc tụi nó rồi tụi nó bày trò nó ghẹo chọc anh ghẹo chọc gì hết á mà chị mừ nó nghe nè chị mừ nó chuyện thôi nó đi với anh nó nói rõ ràng nó đi với anh thì nó biết cái tánh anh mà bây giờ nó đi làm chung với anh với nó hả chở nhau đi làm chung em cũng đâu để ý em tin anh bây giờ mà nói giùm chút không em nói gì mà nói hoài tính anh còn nói là em đi về đi để nó về với tụi nó con bé này nó hung anh nữa chứ mà bây giờ đó bây giờ em tính sao em hứa với chị sao đó đi chị thấy không bữa giờ là ổng vô đây một mình trước mình ổng một mình bữa giờ ha chị ha nói chị tin nó nói hổng giờ ha anh vô sớm không à chở nó đi anh đi lên cho sớm trên nhà con bé này không nữa giỡn như đó đủ rồi nó mẹ nó quạnh tay ra đi em nhắn lên cho chị chứng kiến bây giờ có chứng kiến bây giờ anh đòi chối sao nữa đó. Anh chối chị gì nữa trước mặt anh vừa nói nó hung anh nữa bây giờ anh chối sao anh hùng chối nói chị chứ không thấy chưa đừng có nghe lời nó nói vậy á nó ghẹo chọc anh lại nó ghẹo chọc anh lại á thì á là hôm anh này hai người nói chuyện nói qua lại nè rồi cái gì thôi thôi làm vậy thằng kia quỷ nó giỡn hoài mày còn nữa thì mày cứ xí xí vô chuyện rồi giỡn vừa phải giỡn vô đó đủ rồi vậy chị thấy bà thấy rõ ràng nhưng mà ý là anh cũng biết là em giỡn nhưng mà giỡn tới nước này rồi còn giỡn nói hoài anh tính là sao nếu mà anh cảm thấy anh ở với con bé này được thì anh ở đây luôn đi anh đừng có về nhà nữa đã nói vậy mày còn không có giải quyết nữa mà anh muốn đi về á giải quyết á anh về nhà ha thì em với anh giải quyết rồi anh muốn gom đồ cái gì anh lên đây anh ở đây nữa đã nói là với chị em là ha không có chấp nhận em mà ha em muốn chấp nhận với chồng chị thì chị tặng em mua thôi về nói gì mà ông muốn giải quyết sao á thì giải quyết đi quỷ kia nói ê ở lại quỷ về chứ về chứ em về sao thì bây giờ bà nói rồi ông cho bà cho phép ông rồi đó giờ ông ở lại đi giỡn vừa phải thôi nha chị ơi gì biết ai không biết ai không biết tụi mày giỡn giờ mà giỡn vừa phải thôi giỡn mẹ lúc bả chữ gì tao nói mẹ nó tao nói hoạch đẹp ra giờ chị em giỡn đó anh không biết anh cũng biết cái nào là vừa phải sao sao mấy bữa trước anh chơi tụi em quá đáng vậy nói ra sao bả còn tưởng không nữa chiến này trụi gầu về nói hồi nãy mẹ tao nói mẹ nó luôn đi nói ra bả còn tưởng không được nói ra cho bà biết rồi sao phải đi bà chửi ông nữa để cho bà chửi ông chặn nữa tôi mới nói chứ ủa đi đâu vậy lúc đó bà còn về nói chuyện với bà chứ bà không hiểu
bà hiểu mà. Ủa thì trước cũng nhận rồi. Sau cũng nhận rồi thì từ từ giỡn được nhớ. Giỡn hoài. Xíu về em ơi em hạn cái hết liền gì đó. Hồi nãy là anh đã biết rồi, đã biết rồi. Thấy rồi. Thấy là anh tưởng là thằng nớp nó hung anh có biết đâu. Ai biết em gan em làm thiệt kìa. Anh tưởng là thằng nớp nó hung anh có biết đâu. Ai biết em gan em làm thiệt kìa. sao biết? Sao biết tôi hung? Thì lúc đầu tôi anh nghi anh quên anh lúc anh ngủ rồi ai mà biết. Bạn thì nó nói nếu mà ông nớp hung có râu nhọt nhọt sao anh không biết. Ai biết quỷ kia nó bữa nay mày gan dữ mày cũng gan nữa. Ủa cho biết tiếng ăn cá ăn kiến là thế nào cho cười đi. Hồi nãy bà đứng đây mà lúc bà nói vậy tao nói hoành đạn tao nói tụi em làm như vậy chị nói như vậy nói vậy sao ba còn chửi ông được dạ. Để cho ba chửi ông đã rồi tôi mới nói về từ nói giờ trước đây chút giờ sao đi về nói giùm anh tiếng coi về trước về sau nữa ăn về anh ăn nghỉ thử coi ba chịu không 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 khi nào lúc nhà bay đi rồi tụi em mới giải thích còn không bay là không biết về lẹ thôi về trước đây ông không đi về luôn à về trước cho ba sách cho nhà ba đơm anh nói đừng có nghe là ổng để cho ông đơm ông dài lận trong chùa cái tật mốt nữa còn dám ghẹo phán mình không thôi cậy á cậy ổng để bữa nay về giải ông cứu bà thua để mai mốt mình mà ổng coi mai mốt cho ông chồng anh cho giải cứu ai giải cứu anh nào.